Chào các bạn nha, chào mừng các bạn đến với kênh của Tải Miễn Phí. Thì trong video lần trước, Tải Miễn Phí đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản Momo và nhận về các phần quà đó là 500k. Thì cái phần quà này các bạn có thể vào trong một ưu đãi và xem để các bạn thanh toán các đơn như điện, nước, rồi có đơn mua sắm vân vân thì nó sẽ giảm tiền. Đấy. Còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để mình sử dụng cái nhạc không bản quyền khi mà sử dụng làm YouTube nha. Thì với YouTube, nếu các bạn mới bước chân vào là YouTube thì rất dễ trường hợp là các bạn sử dụng những cái âm nhạc, những cái âm thanh mà nó có bản quyền. Vì vậy thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái kho âm nhạc mà chắc chắn rằng nó không có bản quyền nha. Các bạn hoàn toàn có thể sử dụng được mà. Ok, thì đầu tiên thì các bạn sẽ vào cái kênh YouTube của các bạn. Sau đó thì các bạn ở góc tay phải này, ở đây là Tải Miễn Phí này, các bạn chọn vào. Các bạn chọn vào YouTube Studio này. Sau đó thì các bạn sẽ chọn vào mục ở dưới này, đó là thư viện âm thanh nha. Đấy. Thì tại đây nó sẽ ra hàng loạt các cái âm thanh mà các bạn có thể là xem nha. Này, là On The Rock, rồi Compop. Thì mình sẽ đeo cái phone để nghe nha. Thì tại cái màn hình này các bạn sẽ có được cái vùng âm nhạc nha. Đầu tiên thì các bạn có thể click vào đây để nghe thử này. Này, phát âm thanh này. Đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tìm những cái bộ lọc bằng cách các bạn chọn vào đây. Sau đó các bạn tìm theo tiêu đề bản nhạc này, dòng nhạc, tâm trạng, tên nghệ sĩ, thời thượng này. Có hai phần ở cái này mà các bạn cần lưu ý, đó là không cần ghi công và cần ghi công. Thì đối với không cần ghi công á, mình click vào đây nha. Đấy, thì các bạn có thể hoàn toàn tải xuống và không cần ghi bất cứ một cái nội dung gì. Còn trong trường hợp á, nếu các bạn chọn vào đây, các bạn chọn vào cần ghi công. Đấy, thì các bạn sẽ thấy cái bên loại giấy phép này nó sẽ hiện là chữ CC. Đấy, chữ CC. Lúc này mà các bạn sử dụng cái nhạc này, các bạn cần phải ghi công người tác giả vào đây. Thì các bạn sẽ chọn vào xem chi tiết này. Đấy, thì lúc này thì khi các bạn mà sử dụng cái nhạc này thì các bạn phải copy cái dòng này. Đây, copy dòng này. Đấy, copy nguyên dòng này nha. Các bạn copy nguyên luôn. Đấy, Ctrl C. Sau đó thì các bạn sẽ vào cái kênh YouTube của các bạn. Đấy, giả sử mình có video mình sử dụng cái nhạc này thì mình phải vào như thế này. Đấy. Thì ở cái phần mà mô tả cho video mình giả sử cái video này mình có sử dụng cái bài này. Đây thì có cái sử dụng cái bài mà CC này, bài này thì mình sẽ copy nguyên cái dòng này. Sau đó thì mình sẽ dán vào cái phần mô tả ở đây được mà. Mình phải dán vào đây chẳng hạn. Đấy, Ctrl V chẳng hạn, mình dán đại vào đây. Nó giả sử là như vậy. Đấy, thì mình sẽ dán vào đây thì mình sẽ sử dụng bình thường và không vi phạm bản quyền nha. Cái này là tác giả người ta yêu cầu như vậy nha. Đấy. Rồi, mình không dùng thì mình thoát ra. Đấy. Thì đó là cách các bạn sử dụng cái âm nhạc trong cái việc là có bản quyền. Cũng là cái âm nhạc của YouTube nhưng mà cần phải ghi công tác giả. Còn không có thì không cần nha. Đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể lọc theo những cái chữ khác, chẳng hạn như dòng nhạc này. Đấy. Các bạn có thể chặt pop rồi nhạc thiếu nhi, nhạc phim, nhạc cổ điển, nhạc hip hop, rồi nhạc lễ hội, nhạc pop vân vân thì các bạn chọn ở đây nha. Đấy. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể chọn vào hiệu ứng âm thanh này. Đấy. Thì nó sẽ ra những cái không gian âm thanh khác, chẳng hạn như phương tiện giao thông này, là hoạt hình này, không gian xung quanh này. Chẳng hạn như mình mở thử cái hoạt hình này nha. Đấy, phương tiện giao thông này. Đấy, đại loại như vậy. Đấy, thì các bạn sẽ chọn vào và tìm cái nhạc mà mình muốn. Trong trường hợp giả sử mình muốn tải cái bài nhạc này đi, bài nhạc này thì các bạn chỉ cần nhấn vào là chữ tải xuống nha. Thì nó sẽ tải xuống luôn cho các bạn nha và các bạn hoàn toàn có thể sử dụng. Các bạn ở cái vòng này thì các bạn chú ý một điều cho mình là loại giấy phép nha. Này, loại giấy phép. Thì video này thì mình cũng đã chia sẻ trong một cái video trước rồi, mình cũng đã tổng hợp những cái bài nhạc mà không bản quyền ở trên kênh YouTube. Thì nếu các bạn muốn xem lại những cái bài nhạc mình đã tổng hợp mà nó tương đối hay thì các bạn có thể click vào phần bình luận nha. Mình sẽ để một số bài phạt mà bạn cũng thấy rằng nó có thể làm được những cái nội dung khá là ok và nó không có vi phạm bản quyền. Thì với cái kho âm nhạc của chính YouTube này thì các bạn yên tâm về cách sử dụng. Các bạn chỉ cần lưu ý một chỗ thôi, đó là cái cần ghi công và không cần ghi công nha. Cần ghi công thì các bạn click vào đây xem chi tiết, rồi sau đó thì các bạn dán cái dòng này ở cái phần mô tả. Còn không cần ghi công thì thôi nha. Đấy, thì cái nó cũng đơn giản như vậy thôi nhưng nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cái việc là các bạn đăng những cái video lên YouTube. Vì khi các bạn đã tạo ra một video để đăng lên YouTube, nó đã mất rất nhiều công rồi. Nhưng các bạn chỉ cần sử dụng một cái đoạn nhạc mà nó không có sự bảo vệ và nó bị bản quyền thì các bạn lại bị xóa ngay cái video đó mà còn gạch trên cái kênh của các bạn được, nên nó cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy thì tốt nhất các bạn nên sử dụng các cái nhạc mà ở chính cái trang YouTube nó cho phép các bạn nha. Đấy. Ok, thì đó là cách sử dụng cái âm thanh của YouTube mà chắc chắn các bạn không bị bản quyền. Đấy, là cứ sử dụng cái nguồn của nó thôi. Đấy, tuy nó ngắn như vậy, nó đơn giản như vậy đấy, nhưng mà mình cũng đã bị rất nhiều lần rồi, mình mới rút ra được cái kinh nghiệm là cứ sử dụng cái âm thanh này. Còn những cái âm thanh, những cái nguồn khác ấy, thì có lúc nó sẽ đổi người mua vân vân, thì nó sẽ có trường hợp sẽ bị bản quyền nha, nó không chắc chắn được. Đấy, mình sẽ để các cái đường link về tải cái thư viện âm nhạc của YouTube, rồi cái link các cái video của mình mà mình làm vào các cái bài nhạc YouTube 2 á, mình sẽ để dưới phần mô tả phần luận của video nha. Còn bây giờ thì đến cuối chương trình vòng quay may mắn trên kênh của Tải Miễn Phí nha. Thì mình sẽ quay cái video cho cái kênh, cái video là cách đăng ký Momo nhận 500k mới nhất 2023 này nha. Thì mình sẽ chọn vào nó, mình sẽ chọn vào chia sẻ rồi sao chép. Thì với bất cứ một video mới nào của Tải Miễn Phí á, thì các bạn sẽ có cơ hội là quay người của mình may mắn á, thì sẽ nhận được phần quà đó là 20k tiền mặt nha. Ở đây thì mình sẽ chọn là YouTube này, rồi close, mình sẽ dán cái link vào đây, rồi chỗ này trả lời câu hỏi 12. Đấy, cái YouTube của mình thì ở đây có tổng cộng là 10 người nha. Thì mình sẽ tìm ra cái người may mắn trong 10 người này nha, rồi mình nhấn start. Ok, thì như vậy xin chúc mừng bạn Huy Nguyễn nha. Bạn Huy Nguyễn này là người chiến thắng trong chương trình vòng quay may mắn trên kênh của Tải Miễn Phí trong cái video lần này. Thì nếu các bạn muốn tham gia cái chương trình vòng quay may mắn trên kênh của Tải Miễn Phí thì có thể comment ở những cái video mới nhất của Tải Miễn Phí nha. Thì mình sẽ trả lời bạn này, bạn Huy Nguyễn nha, là bạn trúng thưởng nha. Đây. Ok, thì như vậy thì trong video ngày hôm nay mình hướng dẫn cho các bạn cách để mà tìm được cái nguồn khi các bạn làm các video YouTube mà chắc chắn không bị vi phạm bản quyền về cái vấn đề là âm thanh. Nếu thấy video của Tải Miễn Phí hay thì có thể cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.